Anh ơi, em đã tháng rồi. Tới nữa trời. Thay cái đầm mới đi, anh dẫn em tới chỗ này nè. Em thích ăn đồ ngọt nào cứ lấy hết cho anh. Cảm ơn anh yêu. Đúng là đàn ông từng trải có khác. Biết cái nết của tôi mỗi lần tới tháng là phải ăn đồ ngọt. Nhưng mà phải ăn mấy món trùng với cái màu đồ đang mặc nha. Bữa nay mặc cái đầm màu hồng đúng không? Rồi mấy món màu hồng tới công chuyện với tôi liền. Em ơi, ông Thọ mới ra cái loại sốt rưới vị dâu, hợp với cái đầm em luôn nè. Mới ra còn có vị sô cô la nữa nè, ngon lắm á. Trời ơi, thôi cha, tôi đang ăn đồ màu hồng mà cái này đồ màu đâu đưa chi cha. Sao thấy ngon không? Ngon, sữa thì thơm béo, sô cô la thì đắng nhẹ, cái vị nó đậm đà, ngon quá. Đây là cách tôi sống sót qua mùa dâu, mấy ông biết làm gì rồi đó.